Sáng nào cũng vậy, công việc của mình là ngồi làm chỉ ngồi quay phim vậy thôi mọi người ơi. Hiện tại công trình giờ đang lên tấm thứ năm mà nghe mọi người. Đang lên tấm thứ năm, dự kiến hoàn thành công trình trước trước lúc năm 2023, đầu năm 2023. Đó là đầu năm 2023. Công trình nó sẽ lên thêm 3 tấm nữa, 8 tấm với một tầng hầm. Đây là bên khu vực dàn xe của anh em công nhân đậu nha mọi người. Trên đó là những anh bên đội công trình đó. Bên đó là bên đội công trình, bên đội cốt pha nha mọi người. Đội cốt pha và sắt. Đội cốt pha và sắt đang đi trước. Mình thì làm bên xây tô, mình thì bên đội xây tô. Hồi trước mình cũng từng làm bên cốt pha, bên sắt một thời gian. Mọi người thấy đang thấy xa xa đứng múc múc mà lúc lúc trên tầng 5 trên trển đó là mấy người đó bên đội cốt pha, bên đội sắt đó, nghe mọi người. Đó, thấy đứng rất là xa phải không? Chỉ mới tới tầng 5 thôi đó.